buổi phát trực tiếp hôm nay thì tôi đang có mặt ở xưởng của gỗ Giang ở làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thì đây là một cái làng nghề mộc nổi tiếng ở Việt Nam, chuyên về nghề mộc cổ truyền. Trong buổi phát trực tiếp hôm nay thì tôi sẽ xin phép là trò chuyện cùng các bạn về cái kỹ thuật chế tác mộng gỗ cổ truyền trong các công trình kiến trúc gỗ truyền thống của Việt Nam. Thì đây là cái quang cảnh ở xưởng của chúng tôi. Ở đây thì là những người thợ thì là đang chế tác một cái cấu kiện, ở đây gọi là cấu kiện kẻ góc. Các bạn mà đang xem, mà nếu mà được thì có thể giúp tôi một vài like hoặc share để tôi giới thiệu tới mọi người nhé. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu một chút về cái giới thiệu chung về cái mộng gỗ cổ truyền của Việt Nam. Mộng gỗ cổ truyền của Việt Nam thì là một phần là của quan trọng trong các cái công trình kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Mộng gỗ thì được tạo ra bởi những người thợ ở các cái làng nghề truyền thống. Người thợ này thì thường là để làm được những cái mộng gỗ này thì phải tương đối lành nghề và tâm huyết với nghề. Và mộng gỗ thì thể hiện được một số các kỹ thuật đòi hỏi cái sự tinh tế cho kiến trúc dân gian của Việt Nam. Trước mắt các bạn thì đây là một chiếc cột mà sẽ được để dùng chế tác chiếc kẻ góc. Ở đây thì là anh em đang chế tác một công trình bằng gỗ mít kết hợp với rổi. Ở đây là một chiếc cột gỗ được làm từ cây mít ăn quả. Trong kiến trúc truyền thống đó, hoặc là với các cây công trình tâm linh đó, thì cái cây gỗ mít này cũng được khá chuộng để làm các cái đồ. Ở đây thì chiếc mộng này sẽ được liên kết bởi hai đỉnh của ngọn cột, từ chỗ bạn thợ đang làm ở đây tới chú ở phía xa kia. Từ vị trí đỉnh cột này tới vị trí đỉnh cột xa ở phía này. Đây là chiếc cột thứ hai mà sẽ được liên kết vào đây. Ở đây thì trên những chiếc cột này đã có những lỗ mộng đã được chế tác cơ bản. Và đây là đường tim trục của cột. Chú làm tiếp đi ạ. Ở đây đó thì hiện giờ thì có các cái máy móc hỗ trợ ở làng nghề nên là nó cũng nhẹ nhàng hơn chút. Các cấu kiện có thể được di chuyển bằng sự hỗ trợ của cầu, hay là những cái cây cột thì cũng có thể được thao tác sử dụng nó thuận tiện hơn. Ví dụ ở đây là những chiếc cột này có thể được lăn bởi có những cái cấu kiện phụ kiện mà nó hỗ trợ kiểu như thế này. Đây, dùng để lăn chiếc cột, lăn thế này thì chiếc cột nó sẽ di chuyển nhẹ nhàng hơn, nó không vất vả như trước. Đó, như các bạn có thể thấy là như này thì chiếc cột nó có thể lăn được. Đó. Đó. Thì với những sự hỗ trợ như vậy thì cái nghề mộc này nó cũng có được nhẹ nhàng hơn một chút so với cách làm mộc ngày xưa. Ở đây thì ở xưởng của chúng tôi thì đây là những chiếc cột đã được gia công chế tác cơ bản thì đã được dựng lên như thế này. Thì gồm những chiếc cột đã được gia công chế tác xong của những các cái công trình để chúng tôi thi công ở trên khắp các cái vùng ở Việt Nam mình. Đây là một chút về cái quang cảnh xưởng của chúng tôi. Xưởng của chúng tôi thì nó cũng là một cái xưởng nhỏ xinh ở cái làng nghề truyền thống đó. Thì hiện giờ thì chúng tôi cũng đang cố gắng là gìn giữ và phát huy những cái nghề này cho nó được bền vững hơn. Hy vọng là những cái giá trị nghề mộc cổ truyền nó được gìn giữ và được có cơ hội lan tỏa. Ở làng nghề thì nó cũng có những cái điều kiện sản xuất nó cũng còn khó khăn, nên là chúng tôi thì cũng chưa được chuyên nghiệp như các cái nhà máy lớn. Nhưng mà hy vọng, với một cái hy vọng là chúng tôi có thể cùng với anh em gọi là làm những cái công trình mà nó có những cái dấu ấn về sau, tiếp nối những cái kỹ thuật mộc cổ truyền,
Chúng tôi thì tâm niệm cái nghề của chúng tôi đó như là những người thợ đi ươm mầm di sản đó. Thì hy vọng là những cái di sản của cha ông nó có thể được gìn giữ và phát triển. Ở bên cạnh đây thì là người thợ đang gia công mà lắp ghép một cái cấu kiện mộng. Mộng ở đây là mộng của một chiếc quá giang với một chiếc cột, ở đây là chiếc cột con và chiếc kẻ hiên. Đó, ở đây thì là chiếc các cái cấu kiện, đây là có 3 cái cấu kiện liên kết lại với nhau. Ở đây là có một, đây là một chiếc cột này, đây là chiếc quá giang và đây là chiếc kẻ hiên. Kẻ hiên có hình dạng cong như này. Các bạn đang xem nếu mà có từ Việt Nam đó thì có thể cứ để lại một comment, một vài comment giúp tôi nha. Và để khi tôi giới thiệu một chút tiếp, khi gia công chế tác thì người thợ truyền thống có thể không cần dùng tới bản vẽ, dùng chiếc cái xào mực ở đây. Xào mực đây là một chiếc xào bằng tre, được đánh dấu các cái thông số kích thước ở trên đó. Người thợ sẽ lấy đó làm cái căn cứ để mà tính toán và gia công chế tác các cái cấu kiện. Đó, chiếc xào mực này thì nó như một chiếc, nó gần như là một cái bản thiết kế của cái công trình, lưu các cái thông số cơ bản ở đó. Tôi thì cũng hy vọng là cái nghề mộc của mình có thể giới thiệu lan tỏa được tới nhiều người ở nước ngoài. Lên trong cái quá trình mà tôi có làm video đó, thi thoảng tôi có để cái phụ đề hay là cái tiêu đề tiếng Anh đó mà tôi chưa kịp dịch đó, thì mong các bạn ở Việt Nam mình cũng thông cảm nhé. Hy vọng các bạn có thể ủng hộ tôi để tôi giới thiệu lan tỏa cái nghề mộc cổ truyền của mình tới các bạn bè khác ở trên thế giới. Qua một vài các cái phương tiện mạng xã hội thì tôi giới thiệu được cũng cái nghề mộc của Việt Nam mình, tôi thấy là cũng được các bạn bè nước khác biết đến. Trên kênh của chúng tôi thì cũng khá nhiều người xem đến là người từ nước ngoài. Hiện giờ thì có thể nói là phần đa người xem kênh của chúng tôi là người ở nước ngoài. Trong đó cũng có một số bạn bè thợ mộc khác là có ở nước ngoài tìm đến, có nhã ý hay là cũng đã trải nghiệm học cái nghề mộc truyền thống của truyền ở xưởng của chúng tôi. Mấy tháng trước thì chúng tôi cũng có một bạn thợ mộc mà đến đang làm mộc ở Pháp, người gốc Chile, đến đây cũng có trải nghiệm và tìm hiểu chút về cái quá trình làm mộng gỗ cổ truyền. Và cũng một số các bạn bè từ nước khác hay là một số các bạn bè từ Nhật thì cũng có giao lưu và tìm kiếm cái cơ hội hợp tác cùng với cái xưởng của chúng tôi. Thì hy vọng có gì các bạn ủng hộ. Hiện giờ các bạn đang xem, nếu các bạn nào mà đến từ Việt Nam thì có thể cứ tương tác trực tiếp cùng với giúp tôi nhé. Rồi giờ tôi sẽ theo chân thợ mộc mà các bác thợ mộc ở xưởng của chúng tôi để các bạn cảm nhận cái không khí mà chúng tôi gia công chế tác cái cấu kiện gỗ cổ truyền. Hy vọng các bạn này giúp tôi một vài like hoặc share. Tối tôi về tôi sẽ cập nhật cái bản dịch phụ đề này tới các bạn ở nước ngoài. Hy vọng là có một số các bạn mà đến từ nước ngoài hay là người ngoại quốc đó mà xem mà hiện giờ chưa thể hiểu tôi nói gì đó thì có thể sẽ theo dõi lại và nó sẽ có cái bản dịch được cập nhật ngay khi tôi về tôi cập nhật lại. Thì rất mong là các bạn ủng hộ. Rồi tôi quay lại tới quá trình tiếp tục ở một số các cái công đoạn khác. Ở đây như tôi vừa nói đó thì giờ là trong cái quá trình mà làm mộc của chúng tôi thì cổ truyền đã cũng đã có một số các cái máy móc phương tiện hỗ trợ cho anh em, nó cũng được gọi là đỡ vất vả hơn. Nó ví dụ như từ những cái nhỏ như là cái thiết bị dùng để lăn cái cột kiểu như thế này. Đây các bạn thấy một cái thiết bị màu xanh ở đây đó. Đó là dùng để chúng tôi đỡ cái chiếc cột. Và sẽ người thợ khi lăn cái cấu kiện ở trên đó đó, nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Trước thì các cụ dùng bằng gỗ, là một cái miếng được vát cái hình lõm xuống hình tam giác thì cũng có thể lăn được nhưng nó không trơn như thế này. Ở đây cái thiết bị này là có bánh xe, nó sẽ được lăn nhẹ nhàng và tốt hơn.
Rồi, tôi xin phép trở lại tiếp tục với một số các cái công đoạn của những người thợ đang làm mộng. Ở đây thì anh em thợ ở đây gồm một chú thợ và cùng một cậu em là sẽ gia công chế tác cái cấu kiện ở đây gọi là chiếc kẻ góc. Chiếc kẻ góc này thì sẽ liên kết ở giữa hai đỉnh chiếc cột màu vàng bằng mít như các bạn đang thấy. Kẻ góc này chính là ở cái cấu kiện mà đầu đao trong các cái công trình kiến trúc gỗ truyền thống của mình đó, phần đầu đao và mái chéo ở góc của công trình đó. Các bạn đến các cái ngôi chùa hay đỉnh của Việt Nam đó thì các bác thấy ở các cái đầu đao nó cong lên đó thì sẽ ở phía bên dưới là kết cấu của cái từ cái chỗ điểm này, từ điểm tay tôi chỉ này tới cái điểm xa kia. Rồi, tôi tiếp tục quay lại đây. Đây thì anh em đang dùng cưa để cưa xích để chế tác tiếp cái mộng gỗ. Tôi quay cận cảnh một chút và để âm thanh của tiếng cưa để các bạn cảm nhận nhé. Việc dùng cưa như vậy thì nó cũng đỡ đi cái công sức mà của anh em thợ làm bằng các cái thiết bị thủ công như ngày xưa. Máy móc thì có thể hỗ trợ nhưng các cái kỹ thuật thì nó vẫn là theo các cái kỹ thuật mộc cổ truyền của các cụ đúc kết từ nhiều đời để lại. Ở đây thì là những cái cấu kiện gỗ trong các công trình kiến trúc truyền thống, như các bạn đang thấy thì nó cũng có kích thước khá là lớn so với các cái công trình đồ gỗ nội thất, nên là những người thợ đó thì làm nó cũng có vất vả hơn một chút về cái sức so với làm cái đồ nội thất. Nhưng tuy nhiên thì giờ thì nó cũng có máy móc hỗ trợ như tôi vừa nói đó. Ở đây chúng ta có thể có cẩu đây, ví dụ là những cấu kiện to như thế này có thể dùng cẩu, thì chỉ cần một người thợ cùng một chiếc cẩu thôi là có thể di chuyển được. Đây, ví dụ ở đây là dùng chiếc cẩu được dây buộc vào như này, thì một chiếc quá giang to như này thì thợ có thể di chuyển được. Rồi, ở đây là một chiếc quá giang. Quá giang này thì sẽ được liên kết bởi chiếc cột con, đấy, một chiếc cột cái khi mà dùng để trốn một chiếc cột cái ở trong công trình. Ở đây là cái quang cảnh ở xưởng của chúng tôi. Như các bạn thấy thì ở đây đó là chúng tôi đó, thì những chiếc cột của công trình là được chúng tôi sắp xếp dựng đứng ở hai bên lên. Điều này nó cũng tiết kiệm khá nhiều diện tích cho cái ở xưởng, ở làng nghề của chúng tôi. Vì ở làng nghề của chúng tôi đó thì xưởng sản xuất nó cũng khá là khó khăn. Giá đất thì cũng tăng khá là cao. Nên là cái gần như là chúng tôi phải mua đất kiểu như một dạng đất mà được người ta quy định kiểu dạng đất ở để mà làm xưởng đó. Nên là cái mặt bằng nó cũng tương đối hạn chế, nó cũng khó được như các cái nhà máy lớn. Nên là ở những cái nghề truyền thống này giờ thì những người mà theo cái nghề này nó cũng có nhiều cái khó khăn. Mặt bằng nhà xưởng thì ít, diện tích hẹp, mà làm những cấu kiện này thì đòi hỏi lớn. Mà cái mặt bằng này thường làm lớn nên là nếu mà có được cái diện tích lớn đó, thì nó phải có rất là nhiều tiền. Điều này cũng một phần áp lực lên cái công việc mà gìn giữ cái nghề truyền thống. Đây rồi, giờ tôi quay lại cận cảnh một chút. Hy vọng là các bạn ủng hộ những cái giá trị truyền thống của các cụ để lại để cái nghề mộc cổ truyền có cơ hội gìn giữ và phát triển. Rồi, tôi quay lại một chút với cái chất liệu gỗ của công trình này. Công trình này thì được làm bằng chất liệu gỗ của cây mít, gỗ dồn. Gỗ mít thì chính là cái cây mít ăn quả của mình đó. Và gỗ dồn, hai cái loại gỗ này thì nó là cái gỗ mà có tính chất là mềm,
và cái mềm và nhẹ, và nó có gỗ rổi đây, có mùi cũng khá thơm. Cái màu của nó thì có màu vàng, kiểu như màu vàng mít thì nó màu vàng hơn, còn rổi thì nó màu vàng kiểu như màu vàng nhạt hơn một chút, là màu vàng gọi là màu kiểu như màu mỡ gà đó. Hy vọng các bạn giúp tôi một vài like hoặc share nhé. Không biết các bạn nào đang ở nước ngoài, nếu ấy có thể bật phụ đề trực tiếp lên thì có bản dịch thì chắc cũng sẽ hiểu được một số gì tôi nói. Tôi đang phát trực tiếp bằng điện thoại nên là có thể chất lượng nó cũng ở mức mà tương đối thôi, thì hy vọng có gì các bạn thông cảm nhé. Đây là một cậu em thợ làm ở xưởng cụ cả của chúng tôi, thì cũng mới cho bạn ấy tập gọi là tập sàm đóng làm các cái mộng. Anh em chúng tôi thì cũng đang cố gắng là dần quy hoạch các anh em thợ trẻ tiếp nối dần vào cái nghề, để tiếp nối cái nghề này nó được bền vững hơn. Bây giờ số anh em làm nghề này nó cũng ít dần. Rồi tôi quay lại cận cảnh một chút. Ở đây thì là chỗ cấu kiện mà chiếc cột mít, còn chiếc xà này thì bằng gỗ rổi. Chiếc xà này thì bằng gỗ rổi, còn cái cột này thì bằng gỗ mít. Đó, hai cấu kiện này sẽ được gia công liên kết mộng vào nhau. Chiếc xà này ở đây thì có ghi là kích thước là 18 x 18, nghĩa là 18 cm á, nhân với 18 cm. Còn đây chiếc cột này, chiếc cột này khả năng đây là chiếc cột hiên. Chiếc cột hiên là ở phía đây, là chiếc cột hiên ở phía ngoài cùng biên của công trình. Đây là một số các cái cấu kiện khác. Đây là các cái phần hàng xả của công trình. Còn ở đây là một số các cấu kiện cột của công trình khác, màu sẫm sẫm đã được chúng tôi gia công chế tác cơ bản xong, đã được chúng tôi đóng gói bọc lại. Còn các cái gỗ màu vàng này là gỗ mít. Rồi giờ tôi quay lại đây tiếp tục trò chuyện với các bạn một chút nữa. Ở đây thì chắc cũng sắp đến giờ nghỉ trưa. Anh em của chúng tôi ở đây thì sẽ được nghỉ trưa vào 11:30. Không biết giờ đó thì các bạn có đang xem không? Giờ thì là đang là 11:15. Chắc sẽ còn khoảng 15 phút nữa là xưởng chúng tôi sẽ nghỉ trưa. Đây là những cấu kiện mà kẻ hiên đã được vanh và tạo hình như này. Như các bạn thấy cong như các cái hình chữ S đó. Đây là mấy chiếc kẻ hiên, hai. Đây có một chiếc kẻ hiên, 2, 3, 4, có 4 chiếc kẻ hiên. Đây, 4 chiếc kẻ hiên ở đây thì đã được mà chế tác mộng cơ bản kiểu như này. Sau đó thì sẽ được chúng tôi chuyển qua công đoạn chạm khắc. Chạm khắc thì ví dụ như ở đây, những chiếc kẻ hiên đây là những mà chiếc kẻ hiên mà sau khi đã chạm khắc qua văn xong. Ở đây, thì ví dụ sau khi chạm khắc thì nó sẽ như thế này. Đây tất nhiên là chất liệu khác, đây là chất liệu bằng gỗ lim. Ở khu vực ở đây thì là chỗ, ở đây thì là khu vực mà chạm khắc của anh em chủ chúng tôi. Đây, sau khi được làm mộng thì các cái cấu kiện sẽ được chuyển tới chạm khắc như này. Đây là một số cái cấu kiện mà anh em chúng tôi đang chạm khắc. Rồi, xin chào khoảng độ 10 bạn đang xem nhé. Các bạn nếu mà đang xem có thể giúp tôi một vài like hoặc share. Đây là công đoạn mà chạm khắc kẻ hiên của chúng tôi. Đó, như các bạn đang thấy thì đây là những chiếc mà kẻ hiên được chúng tôi có đang chạm khắc và đã chạm khắc xong.
Ở đây thì những đường nét chạm khắc thì như các bạn thấy là được chúng tôi chắt lọc và làm rất là tinh xảo. Tôi hy vọng là các bạn xem có thể cảm nhận được một số các cái đường nét chạm khắc các cái công trình này. Ở đây thì chúng tôi làm với cái mong muốn như tôi có chia sẻ đó, là chúng tôi hy vọng là như những người thợ mà ươm mầm những cái di sản để về sau đó. Và tôi rất muốn là những cái di sản của cha ông nó có cơ hội được gìn giữ và lan tỏa tới nhiều thế hệ sau. Nên hy vọng các bạn có thể ủng hộ và lan tỏa giúp tôi. Đây là anh em đang chạm khắc một cái chữ thọ kép ở chiếc kẻ hiên. Chữ thọ kép này là các bạn sẽ thấy là khi bước từ hiên nhà, từ đằng phía trước vào, các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ thọ kép này. Đây, tôi quay gần hơn một chút để các bạn thấy. Ở chỗ này ánh sáng nó không được tốt, để tôi xin phép quay lùi xa ra. Ở đây một số anh em khác nữa cũng đang chạm khắc. Ở xưởng của chúng tôi thì cái phần chạm khắc này là được để vào phía trong, còn phần mà làm mộng sẽ được ra phía bên ngoài. Rồi giờ tôi quay ra tiếp cái phần chủ đề về phần mộng. Anh em của chúng tôi chắc cũng chuẩn bị đến giờ nghỉ. Công việc cũng chuẩn bị được thu dọn dần. Đây là cái một số cái toàn cảnh về cái một cái xưởng mộc xinh xinh của chúng tôi ở làng nghề truyền thống. Tôi không biết thì ở đây các bạn nào biết về cái làng nghề mộc của truyền Tràng Sơn chưa? Làng nghề mộc của truyền Tràng Sơn của chúng tôi thì cũng có đi vào trong những cái truyền thuyết, ví dụ như có cái truyền thuyết như trên đỉnh Lon Tảng thì cụ tổ nghề của làng nghề mộc cổ truyền của chúng tôi là có lên làm đền đài cho thánh Tản Viên Sơn, gọi là cụ thợ mộc Phó Sân. Thì nếu các bạn mà quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu về cái nghề mộc của chúng tôi là làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn, cũng có khá nhiều các cái câu chuyện hay là các cái công trình mà người Tràng Sơn chúng tôi thực hiện, cũng là những các cái công trình nổi tiếng và cũng là những di tích kiến trúc quốc gia đặc biệt của Việt Nam mình. Ví dụ trong đó ở đó có chùa Tây Phương, cũng là một công trình mà rất điển hình. Chùa Tây Phương đó thì ngày xưa là thuộc cái xã gọi là xã Nguyên Xá. Nguyên Xá ngày xưa thì gồm cái làng mộc cổ truyền Tràng Sơn của chúng tôi và làng Yên và làng Thạch Xá và làng Thạch. Nguyên Xá thì là gồm ba cái làng là làng Tràng, làng Thạch, làng Yên. Thì làng Tràng chúng tôi là cái làng gắn với cái nghề mộc có quy mô dân số lớn nhiều hơn cả, thì được gọi là cái làng cả. Còn làng Thạch thì được gọi là cái làng chợ bé. Thì nơi đây là một cái ngôi làng mà gắn với cái nghề mộc. Tên làng thì theo như lý giải của các cụ ở trong làng thì là được gắn với cái chiếc đục tràng, có cái câu gọi là ở Tràng có cái chiếc đục tràng đó. Thì cái tên làng tôi có một cái giai thoại và cái lý giải như vậy, phần nào thể hiện là cái nghề mộc cổ truyền là gắn với cái làng nghề cổ truyền ở Tràng Sơn chúng tôi cũng khá lâu đời. Tên Tràng Sơn thì thêm chữ Sơn là mới có trong khoảng trong những năm gần đây, vài chục năm gần đây, còn ngày xưa thì gọi là Tràng Thôn. Đây anh em thợ là đang đánh dấu mộng. Đây đánh dấu mộng. Đấy, sau khi gia công chế tác, anh em sẽ căn cái cứ vào những chiếc vào những cái dấu này để lắp đặt và gia công chế tác cho khỏi nhầm lẫn. Công trình này thì những chiếc cột này có kích thước cũng khá lớn so với các công trình nhà ở của dân, vì công trình này cũng không phải là công trình đình chùa.
Đây thì những chiếc cột được chúng tôi dựng vào như này cũng vừa đảm bảo an toàn. Chứ ngày xưa đó thì mọi người giải hết nó xuống đất đó, thì nó chiếm mặt bằng rất là lớn. Đây, anh em đứng ở đây, các bạn thấy đây, đây là một chiếc kẻ góc. Chiếc kẻ góc này có kích thước khá lớn. Đó, tương quan thì các bạn thấy là một người thợ đứng với chiếc kẻ đó cũng khá là bé. Đây là chiếc kẻ chứ không phải chiếc chứ không phải cột nhé các bạn nhé. Đây là chiếc kẻ góc. Đó thì như tôi có vừa lý giải đó là giờ anh em làm thì có cầu di chuyển nó cũng khá nhẹ nhàng. Ở đây thì là chuẩn bị để anh em làm chiếc kẻ góc. Đây, chiếc kẻ góc này thì chưa được làm mộng. Giờ sẽ được anh em chuẩn bị để làm mộng. Cảm ơn các bạn đang xem nhé. Các bạn là giúp tôi một vài like để hy vọng là có cái sự đề xuất tốt hơn để đến nhiều người xem hơn. Tôi có cái cơ hội giới thiệu và lan tỏa các cái nghề mộc cổ truyền của mình tới nhiều người biết đến hơn. Và hy vọng nếu các bạn đang xem mà có các bạn có cái câu hỏi quan tâm gì đó, các bạn cũng cứ đặt cái câu hỏi và tương tác với tôi ở đây. Tôi hy vọng là tôi có thể giải đáp được phần nào đó thông tin tới các bạn. Trong thời gian tới thì tôi cũng có ủ là một cái cuốn sách về cái kiến trúc gỗ truyền thống của Việt Nam. Thì hy vọng là khi tôi có thông tin chính thức tôi có thể giới thiệu cho các bạn. Và hy vọng các bạn là các bạn nào mà quan tâm thì có thể sẽ tìm hiểu. Ở đây là khu vực phía bên dưới. Rồi đây là chú thợ, chú tên là chú Lý. Ở vùng của chúng tôi thì những người thợ mà theo cái nghề mộc truyền thống này giờ cũng ít dần. Đây tôi quay cận cảnh hơn một chút nha. Các bạn đang xem, các bạn nào mà đến từ Việt Nam, các bạn có thể cứ chấm giúp tôi một cái chấm để tôi biết là có người Việt Nam mình, để tôi có thể tương tác tốt hơn không ạ? Hay là các bạn nước ngoài, nếu các bạn mà xem các bạn có thể hiểu được gì tôi nói thì các bạn có thể cũng cho giúp tôi một vài bình luận. Tôi có thể sẽ tương tác trực tiếp với các bạn ở đây. Đây là đang vạch mộng. Đây, tôi quay xa ra một chút để các bạn dễ hình dung nha. Cảm ơn các bạn đang xem và cũng cảm ơn các bạn đã kiên trì theo dõi tôi và xem. Tôi thì chắc là cũng không hoạt bát nói tốt nên là có gì mà trong cái quá trình truyền tải nó chưa được tốt thì các bạn thông cảm nhé. Tất nhiên tôi thì tôi cũng hy vọng là những cái gì mà tôi truyền tải về cái kiến thức mộc cổ truyền đó, hy vọng là có thể sẽ có những người quan tâm đến cái giá trị truyền thống, hay là các bạn bè, các em sinh viên mà muốn tìm hiểu về cái mộc cổ truyền, cho các bạn sẽ có thêm những cái thông tin. Đây, ở đây là đang vạch một chiếc mộng của một chiếc xà. Rồi, xin cảm ơn 12 các bạn đang xem. Các bạn cho giúp tôi một vài bình luận nha. Ở công trình kiến trúc gỗ truyền thống thì khi gia công chế tác này thì người thợ cạ sẽ chỉ đạo các cái công đoạn, và thợ thì mỗi người sẽ làm một đoạn, mỗi người làm một công đoạn. Ví dụ đây các bạn thấy ở trong xưởng thì sẽ là cái sự phối hợp của rất nhiều anh em, chứ không phải chỉ có một người chỉ đạo và mỗi anh em thợ một công đoạn. Ví dụ đây là làm cái phần gia công kết cấu của công trình thôi thì cũng sẽ là có các cái công đoạn. Làm xà, làm cột, rồi phần như vừa xong ở tôi có qua chỗ chạm khắc đó, thì phần chạm khắc thì cũng là một công đoạn, và trong công đoạn đó thì là cũng có nhiều công đoạn nhỏ. Ở làng nghề của chúng tôi thì giờ những người theo nghề này đã cũng ít dần rồi. Thì tôi rất 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 hy vọng là cái nghề mộc cổ truyền
nó có cơ hội gìn giữ và lan tỏa. Vì những cái nghề này nó được đúc kết, tôi nghĩ là nhiều trăm năm rồi, mà nếu nó mất đi thì chỉ cho có một thời gian rất là ngắn. Như ở làng nghề chúng tôi thì cái nghề tà cượng đạt tới đỉnh cao như ở chùa Tây Phương đó, thì đến giờ thì cũng số người nghề tà cượng cũng không còn nữa. Thì nó mất đi cũng chỉ trong thời gian rất là ngắn gần đây. Cá nhân tôi thì thấy rất là đáng tiếc. Rồi, ở đây anh em có đang làm một đoạn mà căng dây bật mực. Đây là để kẻ đường thẳng theo kiểu truyền thống như các bạn thấy đó. Ở đây là sẽ người thợ sẽ dùng một chiếc dây đã được nhuộm mực màu đen. Có thể là dùng mực tàu và mỗi người giữ một đầu để bật cái đường thẳng. Ở đây các bạn thấy như này mà khi bật bằng dây đó thì các bạn có thể thấy là nó sẽ thẳng. Tôi nghĩ là nó rất là thẳng và rất là nhanh so với dùng thước, và chuẩn hơn so với dùng thước. Thì tôi nghĩ đây là cũng là một phương án mà kỹ thuật mộc cổ truyền tôi nghĩ cũng khá là hay, cũng rất là hiệu quả. Chứ nếu dùng một cái thước mà dài như này để vẽ một đường thẳng mà đạt được độ dài chính xác thì tôi nghĩ là sẽ rất khó mà bằng chiếc dây được. Dây tôi nghĩ là vừa gọn, bật một nhát từ đầu bên kia thì sẽ rất là thẳng. Rồi ở đây thì anh thợ đang chỉ cho cậu em, anh em đang hướng dẫn cho nhau. Rồi tôi cận cảnh hơn một chút để các bạn cảm nhận cái không khí của anh em thợ phối hợp với nhau nhé. Dần dần biết đi chưa? Dần biết đi gì chưa? Ở đây chắc là cũng là đi. Ở đây nó sẽ là đi chéo theo cái hình dáng của chiếc kẻ góc. Đây các bạn nhìn thấy cái phương của nó kiểu như thế này, chéo xuống. Đó, tôi quay xa ra một chút để các bạn hình dung. Rồi giờ chắc là cũng còn một vài phút nữa thôi, sửa chúng tôi sẽ đến giờ nghỉ. Thì đến giờ tôi phát trực tiếp cũng đã được hơn 30 phút và tôi chuẩn bị dừng cái video tại đây. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi cũng khá dài. Trong quá trình truyền tải video này có gì mà thiếu sót mong các bạn thông cảm. Và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Nếu các bạn mà quan tâm tới cái nghề mộc cổ truyền, các bạn có thể vào cái kênh của chúng tôi đó, xem thêm các cái video mà chúng tôi đã thực hiện, giới thiệu về các cái kỹ thuật mộc cổ truyền cũng như một số các cái công trình kiến trúc truyền thống mà chúng tôi thực hiện. Nếu các bạn rảnh hơn thì cũng có thể tìm hiểu thêm một số các cái thông tin hay các cái chương trình truyền hình của chúng tôi về cái nghề mộc cổ truyền ở trên các cái đài truyền hình mà chúng tôi có để ở phần giới thiệu ở trên trang. Chúng tôi thì cũng được khá nhiều về các cái phương tiện truyền thông nói về chúng tôi, các cái kênh truyền hình như VTV cũng khá nhiều, VTV, VTC rồi thì truyền hình Quốc hội. Vì công việc của chúng tôi là liên quan đến cái gìn giữ cái nghề mộc truyền thống và các cái giá trị truyền thống nên cũng được các cái nhà đài làm các cái chương trình về chúng tôi. Và một lần nữa cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Rồi xin tạm biệt các bạn nha. Tôi xin phép dừng video ở đây.